Không, không, không. Hôm nay mình sẽ ăn bánh kem và chị sẽ đạp xem nó cảm nhận như thế nào. Bây giờ mình sẽ ăn bánh kem trước nha. Rồi bóc ra đi. Sao? Chưa ăn mà. Cái này không vừa mình. Cái này hôm qua mình đã ăn một miếng từ cái này rồi. Nó rất là ngon. Thì bây giờ mình ăn thử nhé. Múc bánh mì và kem nào. Và kem màu trắng nó cũng ngắt rồi. Thật là tuyệt vời. Nó rất ngon. Mà nó mùi giống như mùi bánh kem sinh nhật á. Dạ hả? Nhân của nó. Nhân của nó y hệt nhân sữa luôn. Mình sẽ ăn kem nhé. Ăn kem dâu này. Ăn hết kem dâu này. Mùi vị nó giống như mùi vị táo á. À không, giống như mùi vị ổi á. Nhiều mùi vậy hả? Để ăn cái màu trắng đã. Ăn cái mình được. Bây giờ mình sẽ ăn cái màu trắng nó như thế nào. Mùi dừa nữa. Vừa nãy vì mùi gì? Mùi dâu với nặng mùi ổi. Dâu, ổi, bây giờ dừa. Đi học về á, con có ăn một miếng bánh kem. Vậy sao con đụng nó? Thì hôm nay con dậy muộn, ăn đi học muộn nên không kịp ăn.
phạt về cái tội đi học muộn. Phải như thế, nhưng mà ở trường mình được ăn mất đầy vấn đề này. Ăn gì ạ? Ăn cơm này, ăn bún, ăn cơm này, ăn phở này, ăn một bát to. Trời, bát to như vậy luôn hả? Ăn no luôn. Trời ơi, no căng bụng luôn. Thế... Nhưng mà lúc buổi sáng là có hôm thầy đói. Trừng phạt kiểu thế à? Trừng phạt này không đói mà này, trừng phạt không cho ăn. Nhưng mà này không đói, ở trường cơm ăn rồi, không cần nhịn đói đâu, không có bị trừng phạt gì đâu. Ủa? Mà lúc đó có lên có uống sữa không? Lúc đó lên có uống sữa không? Có chứ. Cũng mua được một hộp sữa nữa. Đâu có mua đâu. Thì cô phát cho đúng không? Tự bò lên lấy. À, ủa mà hôm bữa bà thấy một bịch bim bim to ở trong đấy là để làm gì ạ? Thì lúc đấy là... Cái bịch bim bim to lắm. Là cô chúc mình sinh nhật của bạn Bảo ở lớp á. Bạn Bảo nhìn ngợm á. Nhìn ngợm quậy á. Siêu quậy. Con có quậy như bạn Bảo không? Không. Ăn cái bánh luôn à? Bố mở cho con một cái bánh này nữa. Không mở cho thì thôi. Cái bánh xe còn đi được không? Đi được. Chờ. Rồi, xe mất bánh thì làm sao mà đi được trời. Cái gì á? Lính kem á. Bóc cho con đi đâu cơ. Mình sẽ mở cái này. Wow, chào mừng đi nhé. Wow. Đầu tiên mình sẽ ăn một... Màu gì? Màu vàng là gì? Yellow. Yellow. Bữa ăn have yellow. Màu tím là gì? Màu vàng là nó bị xoàn màu cam. Chữ ăn màu cam. Màu tím là gì? Màu cam là nó vị quả cam á. Màu cam là gì? Vị quả cam. Màu cam là orange. Orange. Đọc lại. Orange. Màu vàng là yellow. Yellow. Còn màu xanh. Màu xanh lá cây hả? Không, màu xanh nước biển hả? Dạ. Blue. Màu xanh lá cây là green. Rồi, xe đạp còn đi được không? Vẫn đi được à? Cháu học văn thiên hạ giang tôi. Chắc.
đâu. Nhìn nhẹ không sao nào. Một bánh không chạy được rồi. Con lắp sai đó. Chạy được không? Ở dưới thằng nào nó mới chạy được. Kẹo xong nó mát mát hả? Dạ. Chắc là nó có mùi bạc hà. The the mát hả? Nhưng mà thật ra nè, nó không có cay. Không cay. Không cay mà là ngọt. Ngọt. Nó ăn xong là mát. À, ăn xong là mát hả? Ăn mà phải ăn một viên nữa đi. Lại tháo cái xe, lại tháo cái bánh xe đạp. Xe đạp bị mất bánh luôn. Pin pin pin. Cứu xe đạp ơi. Xe đạp bị mất bánh. Mở ra một viên màu màu cam là orange như thế nào. Orange. Hút quả được hả?